Xin chào các bạn, ngày hôm nay Muji Channel xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là tay cầm Xbox 360. Đối với các game thủ thì việc mà có một sở hữu một cái tay cầm mà không có xa lạ gì nữa, đặc biệt là với các bạn hay chơi PlayStation hoặc là chơi các môn chơi các game như là GTA 5 hoặc là FIFA Online 3. Thì hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn đó là tay cầm Xbox 360 đen đang được bán trên lazada.vn. Hiện tại thì tay cầm này đang được giảm giá tới 93%, giá trước đây nó là 6,5 triệu, hiện tại chỉ có 450 ngàn. Chúng ta cùng đi qua số cái thông số cơ bản của tay cầm Xbox 360. Thì đây là tay cầm Xbox 360. Thì tay cầm này đối với các bạn thay trên FIFA Online 3 thì nó là tay cầm rất là phù hợp. Thì tay cầm này có thể sử dụng được tất cả các skill trong FIFA Online 3 và nó có cái độ rung nữa, rất là chân thật. Thì đối với mọi tay cầm khác thì giống như các tay cầm khác thì Xbox 360 cũng có 4 nút cơ bản và các nút di chuyển. Ở đây chúng ta cũng có những cái nút ở phía dưới, nó cũng tương tự cái nút ở phía này, nhưng mà khi chơi các nút này người ta có cảm giác nó sẽ êm ái hơn và dễ chịu hơn. Đó, tay cầm Xbox 360 có các nút cơ bản giống hệt như khi mà chúng ta chơi các tay cầm khác, nhưng mà xin nhắc lại lần nữa là nó chắc chắn sẽ êm ái hơn và dùng skill sẽ mượt hơn. Ngoài ra thì tay cầm Xbox 360 bạn cũng có thể chơi trên các điện thoại có hệ điều hành Android đã được root thông qua cấp OTG. Tay cầm Xbox 360 thì được thiết kế với trọng lượng nhẹ, dễ điều khiển. Các nút và các phím bấm trên tay cầm được bố trí rất hợp lý cho mọi game thủ, từ các game từ đơn giản đến phức tạp. Hơn nữa, máy không có dùng pin mà chạy bằng cái nguồn trên máy tính, giúp bạn không phải loay hoay thay pin trong khi đang chơi chở. Tương thích với hầu hết các thiết bị kết nối phổ biến hơn cả là PC và Xbox 360. Thì tay cầm này sử dụng rất là đơn giản và dễ dàng. Đây, nhìn sơ bộ về tay cầm Xbox 360 rất đẹp. Thì tay cầm này, cái phần mà nhựa phía bên ngoài đó là phần mà nhựa, đó là nó có độ sần, thì khi tay cầm nó sẽ không có thấy bị trơn hoặc là dễ mà rớt ra khỏi tay ra, mà nó rất là chắc chắn. Đây là bên trong của tay cầm Xbox 360. Đây là một số thông số kỹ thuật cơ bản của Xbox 360. Kết quả khi các bạn mua hàng thì các bạn được quyền có thể được bảo hành trong 1 tháng. Các bạn sẽ được bảo hành một phiếu bảo hành và hóa đơn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm tay cầm, hộp, sách hướng dẫn. Rồi mình sẽ giới thiệu các bạn về cách mua hàng. Chúng ta chọn cái thứ đây là màu của nó, thì tay cầm Xbox 360 hiện tại chỉ có màu đen thôi. Đây là cái nhìn sơ bộ về tay cầm Xbox 360 khi mà nó có hộp ở phía, có hộp ở ngoài luôn. Sau khi chúng ta chọn được cái màu của nó thì chúng ta sẽ nhấp vào mua ngay. Đây nó sẽ hiện lên giỏ hàng của bạn đang có bao nhiêu sản phẩm, giá và thành tiền. Nếu chúng ta mua hàng cũng nên nhấn vào đặt hàng. Như mọi lần thì Lazada sẽ chuyển qua cửa sổ để chúng ta nhập email và các cái cách mà để đặt hàng của người ta chọn. Tôi như mọi lần sẽ chọn cách thứ nhất là đăng đặt hàng và không cần đăng ký, nhập cái email. nó ứng tiếp tục. Ok, rồi tiếp theo những cái kết từ cơ bản đó là địa chỉ, thì phần thứ nhất là tên, rồi mỗi lần thì cái phần số nhà và đường thì chúng ta phải điền cho nó thật sự chính xác để chúng ta có thể giao hàng được tới tận nơi. Chúng ta sẽ lần lượt điền hết vào cái thông tin đó này. Đây là có cái hai cách giao hàng, cách giao hàng tiết kiệm và cách hàng tiêu chuẩn. Thì như đã nói thì cách giao hàng thì chuẩn lúc là hàng của nó cũng đến sớm hơn, cái là hàng tiết kiệm từ rất là nhanh, khoảng 5 ngày. Thì chúng ta có thể trải nghiệm tốt hơn mà phí ship lại rất là rẻ. Sau đó thì chúng ta sẽ tới cái cuối cùng đó là phương thức thanh toán. Ở đây có 5 phương thức thanh toán cơ bản. Thì cái này lần trước mình có giới thiệu rồi. Rồi sau khi mà chọn phương thức thanh toán xong, chúng ta sẽ nhìn vào phía bên này, bên một cái thông tin của đơn hàng đó. Thì chúng ta thấy bây giờ là đã đúng với mọi cái mà chúng ta đăng ký rồi. Nếu mà bạn có mã giảm giá thì bạn có thể nhấn vào áp dụng và nhập mã giảm giá đó. Thì không còn, nếu mà đã chính xác hết chúng ta sẽ nhấn vào đặt hàng. Memory Channel xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh.